Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Hòa nhập phát triển. Chương trình cập nhật những thông tin thời sự từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay 26 tháng 12, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tư lệnh quân khu 7 thăm các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại huyện Côn Đảo. Thành phố Bà Rịa đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh thị xã Phú Mỹ giảm chỉ còn 0,14%. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh sơ sinh tại thành phố Vũng Tàu đạt từ 86% trở lên. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung thông tin với những ghi nhận đầu tiên ở huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cùng với đoàn công tác của quân khu đã đến thăm và tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại huyện Côn Đảo. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các cơ quan quân khu, và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thăm các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại huyện Côn Đảo, trước hết đoàn công tác quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Hàng dương Tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, tư lệnh quân khu 7 đánh giá cao những kết quả trong sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Tư lệnh quân khu yêu cầu các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Tư lệnh quân khu cũng yêu cầu các đơn vị chăm lo Tết chu đáo cho cán bộ chiến sĩ với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Dịp này, quân khu 7 đã nghiệm thu bàn giao hệ thống máy lọc nước tinh khiết theo công nghệ RO ion điện giải, công suất 250 lít một giờ cho ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Với hệ thống này, nước sẽ được xử lý và đạt tiêu chuẩn để có thể sử dụng uống trực tiếp tại vòi, giúp ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đảm bảo nhu cầu về nước sạch, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, hội nghị tổng kết thực hiện nghị định số 03 năm 2019 của chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020 vừa được Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức. Năm 2020, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm công tác nắm tình hình địa bàn và nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội được duy trì và đạt một số kết quả tích cực trong năm 2020, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã phối hợp tổ chức 6 đợt tuần tra kiểm soát địa bàn ven biển, trên biển, phối hợp tổ chức 213 đợt tuần tra kiểm soát an toàn giao thông đường bộ, qua đó phát hiện 76 trường hợp vi phạm. Lực lượng công an quân sự biên phòng cũng phối hợp thu gom 26 súng tự chế, 111 vũ khí thô sơ, 3 đầu đạn pháo, 2 quả bom. Ở năm mới 2021, lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp theo nghị định số 03 của chính phủ trọng tâm là xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống dịch Covid-19, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý, giải quyết khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị, Hội Sứ học Hội Long Điền có 29 tổ hội với 188 hội viên. Năm 2020, Hội phối hợp với Ban tuyên giáo quyền ủy ra soát các ấn phẩm lịch sử của các đơn vị sắp tới thời hạn tái bản để chuẩn bị các khâu tái bản bổ sung, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử đảng. Hội cũng đã tổ chức hội thảo lồng ghép giáo dục giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh vào các môn học trong trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Mở lớp bồi dưỡng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng cho 210 học viên. Tổng kết công tác năm 2020, Hội sử học huyện Long Điền cho biết đang phát động tham gia cuộc thi viết bài tìm hiểu kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh. Trong năm 2021, hội tập trung phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức viết bài cho tạp chí Thông tin khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức cho học sinh các trường tham gia hội thi tìm hiểu lịch sử địa phương, tổ chức đại hội hội sử học huyện Long Điền lần thứ hai. Ghi nhận từ hội nước đỏ sẽ tiếp nối thông tin địa phương. Thưa quý vị, Đảng ủy thị trấn nước đỏ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chủ động trong lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ngành và nhân dân trên địa bàn, kinh tế xã hội thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng ở một số ngành lĩnh vực. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt hơn 4,5 tỷ đồng, tăng 21% so với chỉ tiêu giao chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, phong trào dân vận khéo và hoạt động của các hội đoàn thể ngày càng thiết thực hiệu quả. Năm 2021, Đảng ủy thị trấn tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, chỉ đạo tăng cường quản lý đất công, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phân đấu 100% cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Tại thành phố Bà Rịa, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại biển đảo, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã, cử phát ngôn của các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cử phát ngôn của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cán bộ lãnh đạo, người phát ngôn ở các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được ông Lê Nghiêm, nguyên cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các thông tin đối ngoại và nói chuyện chuyên đề biển đảo, các vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ biển đảo trong tình hình mới. Dịp này các đại biểu còn được tìm hiểu kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, được hướng dẫn cách xử lý khủng hoảng truyền thông và các tình huống báo chí nảy sinh. Thưa quý vị, xác định dịch vụ thương mại là ngành kinh tế mũi nhọn, Đảng bộ chính quyền thành phố Bà Rịa dành nhiều quan tâm đầu tư bằng các chủ trương chính sách ưu tiên. Vì vậy ở nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế thương mại trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển đa dạng mạnh mẽ. Để mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ thương mại, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chính quyền thành phố Bà Rịa dành nhiều quan tâm đầu tư về hạ tầng, đồng thời triển khai nhiều chủ trương chính sách, huy động các nguồn lực cùng tham gia phát triển dịch vụ thương mại. Đến nay trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 11 chợ lớn nhỏ, trong đó một chợ hàng nhất, 10 ngôi chợ hàng 2 và 3 với gần 7.500 tiểu thương. Các chợ phân bổ đều ở khắp khu vực trung tâm đến vùng ven và vùng nông thôn. 5 năm trở lại đây, Bà Rịa đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp trung tâm thương mại, cũng là ngôi chợ đầu mối Bà Rịa xe mới hai chợ Tân Hưng Long Phước, cải tạo nâng cấp bảy ngôi chợ song song với việc kêu gọi xã hội hóa chuyển đổi mô hình quản lý hoạt động trong các chợ. Được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, hai siêu thị tổng hợp, siêu thị ngành hàng tại Bà Rịa không ngừng mở rộng quy mô, một siêu thị bách hóa tổng hợp của Nhật đang hình thành. Hơn 200 cửa hàng kinh doanh dạng siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi với đa dạng ngành hàng không ngừng phát triển trong khu dân cư, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu mua sắm của người dân và du khách so với những năm về trước thì bây giờ em thấy bà rịa là phát triển hơn nhiều, dù những cái cửa hàng tiện ích mua sắm nè cũng thuận tiện hơn, à, như ngày xưa lúc trước là đi mua sắm những cái mặt hàng mà khó, khó khăn thì mình phải đi qua bên vũng tàu, còn bây giờ thì thuận lợi hơn, có nghĩa là mình muốn mua cái gì thì ở bà rịa cũng có cái đủ cái mặt hàng để cung cấp. Những cái cửa hàng tự chọn như thế này á thì sẽ tiện cho người người dân để để đi xin, mua sắm sinh hoạt. Ví dụ như ở đây thì nó có đủ tất cả các mặt hàng thiết yếu cho mình từ cái những cái nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như đi chợ mua sắm ăn uống hoặc là đồ dùng cá nhân gia đình đều có đủ. Chú trọng phát triển hạ tầng cơ sở vật chất, thành phố cũng triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng văn minh thương mại, đưa hoạt động quản lý kinh doanh các chợ, trung tâm thương mại vào nề nếp, đảm bảo về an ninh, an toàn vệ sinh. Mua bán là có nguồn gốc. Ví dụ như người ta có lò mổ tập trung á rồi vô á là 2 giờ là có thú y người ta kiểm rồi rồi ra chợ có thú y người ta kiểm lại nữa thành thử ra là rất là an toàn ý thức là mình nói chung sạch sẽ bán thì có bô rác có nước có xô đựng nước thải đàng hoàng rồi hàng quá thì sạch sẽ người mua họ cũng thấm thể dễ chịu là hàng mà sạch sẽ mình cắt giao tiếp ăn nói nhỏ nhẹ dễ chịu khách hàng thì ta cũng thích mình nó ghé mình không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, thành phố cũng tập trung lực lượng tổ chức thanh tra kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất hàng trái, hàng giả, hàng kém chất lượng để ổn định thị trường, cũng như tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh, cũng như đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng mạng lưới dịch vụ thương mại phát triển phong phú từ năm 2015 đến năm 2020 tổng doanh thu thương mại dịch vụ của thành phố Bà Rịa đạt hơn 77.011 tỷ đồng vượt 34,2% chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Hội từ thiện chùa Từ Quan thành phố Vũng Tàu phối hợp với mặt trận tổ quốc xã Long Phước thành phố Bà Rịa đã bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Căn nhà tình thương rộng 60m2 trị giá 100 triệu đồng được Hội Từ Thiện Chùa Từ Quang ở thành phố Vũng Tàu trao cho gia đình ông Nguyễn Phan Thành, ngụ ấp Tây xã Long Phước. Anh Thành đang mắc bệnh ung thư, vợ con phải bán vé số mưu sinh, không có nhà ở. Toàn bộ kinh phí xây dựng căn nhà do Hội Từ Thiện Chùa Từ Quang vận động xí nghiệp phân phối khí tháp áp Vũng Tàu tài trợ. Thưa quý vị, Hội Cựu Chiến binh Thị xã Phú Mỹ có 2.050 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 cơ sở hội để tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế. Trong năm 2020, hội đã tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 1.064 hội, hội viên vay vốn sản xuất, hơn 41,7 tỷ đồng. Hội còn duy trì hoạt động 11 câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, thu hút 408 hội viên tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Do đó mà tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh giảm xuống còn 0,14%. Tám tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ năm 2020 đã được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết Công tác hội và Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2020 của Hội cựu chiến binh thị xã Phú Mỹ. Năm 2020, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tại thị xã Phú Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng, nhất là trong hỗ trợ giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh chỉ còn 0,14%. Cán bộ hội viên cựu chiến binh cũng đã phối hợp dẫn động 275 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia 150 lượt tuần tra canh gác tại các điểm dân cư trên địa bàn tham gia hòa giải thành công 30 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, hiến 1.210 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn. Tiếp theo là thông tin về các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo trước thềm năm mới tại thị xã Phú Mỹ. Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phú Mỹ và chính quyền các xã Tân Hải, Sông Xoài tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo theo chuẩn tỉnh trên địa bàn. Hai căn nhà được xây dựng với kinh phí từ 100 đến 110 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Mỹ tài trợ mỗi căn 60 triệu đồng. Số tiền còn lại do người thân, họ hàng, hai gia đình hỗ trợ thêm. Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước thị xã Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ giáo dân thuộc giáo xứ Phước Lộc khó khăn về nhà ở. Tổng trị giá xây dựng căn nhà là 180 triệu đồng. Ban Bác Ái Xã hội và dòng chúa thương xót của giáo hạt Long Hương thuộc giáo phận Bà Rịa hỗ trợ 90 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước dẫn động hỗ trợ một phần vật liệu, số còn lại cho người thân trong gia đình phụ thêm. Thưa quý vị, thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số, Chỉ năm qua, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng tư vấn sàng lọc trước sinh sơ sinh cho cán bộ y tế dân số tại các phường xã tổ chức truyền thông lồng ghép cho phụ nữ trong những ngày tiêm chủng tại trạm y tế. Chi cục cũng hướng dẫn cộng tác viên dân số thường xuyên thực hiện tư vấn về sàng lọc trước sinh sơ sinh trong các buổi vãn gia tại gia đình, nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Nhờ thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng dân số, thành phố Vũng Tàu luôn là địa phương đứng đầu tỉnh về tỷ lệ thai phụ khám sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ sơ sinh được khám sàng lọc sơ sinh. Năm 2020, toàn thành phố có hơn 4.300 thai phụ sàng lọc trước sinh, đạt 87% tổng số phụ nữ mang thai, dự kế hoạch được giao 17%. Số trẻ em được sàng lọc sơ sinh là gần 4.620 trẻ, đạt hơn 93%, dự kế hoạch được giao 13%. Qua thực hiện khám sàng lọc sơ sinh, đã phát hiện và quản lý can thiệp sớm đối với 24 trẻ thiếu men G6PD, một rối loạn di truyền lặng trên nhiễm sắc thể giới tính X khiến trẻ không có đủ hồng cầu và có nguy cơ bị thiếu máu. Tuyên truyền cho cán bộ hội viên người dân về lợi ích cài đặt ứng dụng đô thị thông minh Vũng Tàu IOC, Hội Phụ nữ phường 7 thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vũng Tàu IOC cho cán bộ hội viên tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và tại nhà cho các hội viên. Các chuyên gia kỹ thuật của Viettel đã giới thiệu những tiện ích và hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng đô thị thông minh Vũng Tàu IOC cho cán bộ hội viên phụ nữ phường 7 thành phố Vũng Tàu. Hội phụ nữ phường 7 có gần 3.100 hội viên. Hội đặt mục tiêu tuyên truyền đến 100% hội viên cài đặt ứng dụng Vũng Tàu IOC. Trung tâm điều hành đô thị thông minh Vũng Tàu được khai trương vào ngày 21 tháng 12. Qua thống kê, đến nay đã có trên 10.000 người sử dụng app Vũng Tàu IOC trung tâm đã tiếp nhận gần 100 phản ánh từ người dân về các lĩnh vực đô thị, môi trường để chuyển đến cơ quan chức năng xử lý, thể hiện cam kết của chính quyền thành phố trong việc xử lý, đáp ứng nguyện vọng của người dân để môi trường cũng như xã hội xanh hơn, văn minh hơn, trật tự hơn. Chương trình hội nhập phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.